Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Nhật Bản và U23 Qatar. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19 và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 20 tháng 9 theo giờ Việt Nam và các cầu thủ U23 Nhật Bản. Trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp U23 Qatar với mức kèo là 1 trái, mức kèo cũng có thể tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển U23 thì hai đội cũng đã có rất là nhiều lần gặp nhau. Và 5 lần đối đầu gần đây nhất thì U23 Nhật Bản thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước U23 Qatar. 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Nhật Bản thì Nhật Bản thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Qatar thì Qatar thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào U23 Qatar được chấp 1 trái, hoặc là bạn nào an toàn hơn lựa mức kèo phụ là U23 Qatar được chấp 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này U23 Qatar bị đánh giá cửa dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với U23 Nhật Bản thì mình thấy là U23 Qatar họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa, hoặc là U23 Qatar có để thất bại trước U23 Nhật Bản với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn U23 Qatar chúng ta cũng chỉ từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian đây thì cái thành tích thi đấu của Qatar nó cũng đang rất là tốt, và trận đấu này tiếp tục U23 Qatar có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất cộng với hiệu suất ghi bàn cũng rất tốt ở thời gian đây, thì biết đâu trận đấu này U23 Qatar họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước U23 Nhật Bản luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn U23 Qatar được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì thời gian đây cả hai đội đều đang đạt phong độ rất là tốt và hiệu suất ghi bàn nó cũng đều đặn. Mình nghĩ trận cầu này hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số với nhau rất kịch tính. Với lại những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội thì mình thấy nó cũng có thường là từ 3 hoặc 4 trở lên. Do đó trận cầu này hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc là 2-1 nghiêng về cho U23 Qatar hoặc là Nhật Bản. Và đầu tư tưởng mình nữa thì ưu tiên trong kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài sẽ là 1 trái. Do đó hiệp 1 với phong độ đang ổn định và hàng thủ đang chơi cũng rất chặt chẽ ở những lượt trận vừa qua, thì có thể là hiệp 1 U23 Qatar họ cũng sẽ không thua Nhật Bản đâu. Thậm chí là U23 Qatar mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Qatar được chấp luôn nha. Canh tài hạ dưới 1 thì vào. Tóm lại trận đấu một chút kèo là chọn U23 Qatar và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha. Ưu tiên đến tài cả trận và hiệp 1 trận đấu này.